Chào tất cả các bạn, tôi Lương trên đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn ở video chia sẻ về cái quá trình khảo sát nhà thiết kế. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Isato chúng tôi có chuyến đi từ Hà Nội lúc khoảng 1 giờ. Thì bây giờ đang là 4 giờ rồi. Thì chúng tôi xuất phát từ công ty lên phục vụ khách hàng thiết kế một biệt thự 2 tầng ở Mộc Châu, Sơn La. Thì các bạn có thể tham quan cái tuyến đường đi đang rất là sương mù này. Anh các bạn quay cho mọi người xem. Quay cái cảnh sương mù đây này, mọi người nhìn. Không quay hẳn ở đây thì được. Cho đây sương mù đây. Cái bên này quay. Thì chúng tôi đang phải rất là leo, có rất là nhiều tuyến đường quanh co khi mà đi từ đoạn Hòa Bình đến Sơn La như này. Đấy, các bạn nhìn đây này. Đoạn này mình đi quen ngày trước mình đi phần này, sau đến Mai Châu. Chia sẻ các bạn là chúng tôi dù có đường quanh co, có nhiều mây mù nhiều nữa, nhưng mà khách hàng ở nơi đâu vẫy gọi thì chúng tôi sẵn sàng có mặt ở đó. Tại vì công việc thiết kế khảo sát chúng tôi gắn vào niềm đam mê của chúng tôi rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là nhiều cái khu du lịch ở đây nữa, rất đẹp. Ok, trong đoàn hôm nay chúng tôi gồm 3 người, tôi là giám đốc công ty. Kế. Anh Hoàng là cameraman. Đấy, quay tiếp được cho mọi người. Thì chia sẻ với các bạn là cái khâu khảo sát là rất quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta khảo sát thì chúng ta mới lên được đúng, thì chúng ta mới lên được bản vẽ đúng. Đấy, và từ đó là thi công nó mới đúng được. Tôi thấy rất là nhiều người bỏ qua khâu khảo sát này, dẫn đến là quá trình mà bản vẽ nó sẽ không tận dụng được tốt tối đa trong quá trình thi công. Đặc biệt là các yếu tố về phong thủy hoặc là yếu tố về địa chất cũng như là các nguồn cấp điện nước cũng rất là quan trọng. Các bạn nhìn mây này, anh có thể quay ở cửa sổ ấy, cửa sổ xuống đây. Thấy đẹp không? Từ đây lên một chỗ. Sau đây xin mời các bạn chờ đón tiếp cái video khảo sát ở phần tiếp theo khi chúng tôi đến gặp gia chủ nhé. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn ở video chia sẻ về khảo sát thiết kế nhà. Thì hôm nay chúng tôi đang có thiết kế một cái biệt thự 2 tầng mái Thái ở Mộc Châu, Sơn La. Tôi nhắc lại là Mộc Châu, Sơn La, do công ty cổ phần kiến trúc Isato chúng tôi thiết kế. Sau đây xin mời các bạn tham quan qua quy trình khảo sát của công ty chúng tôi ạ. Như các bạn đang nhìn thấy trên hình thì đây là cái con ngõ vào nhà của gia chủ. Đây. Đó. Một cái ngõ vào. Đây là ngõ vào. Đấy. Gia chủ thì ở cuối ngõ này. Đây cái cổng vào này. Đấy, khu vực cổng vào. Đó. Thì gia chủ sẽ tiến hành đập bỏ toàn bộ cái khu vực nhà cấp 4 ở đây đi. Đấy, các bạn nhìn thấy đây có khu vực nhà cấp 4 này. Đấy, gia chủ sẽ tiến hành đập bỏ. Đấy, và xây dựng ở khu vực này. Mặt tiền cũng hướng ra giống như cái khu vực nhà cấp 4 ở đây. Đấy. Và đây gia chủ sẽ vẫn giữ lại cái khoảng này để làm khoảng sân. Đấy, các bạn đang nhìn thấy. Cái đường cấp điện là ở chỗ nào chị nhỉ? Đâu? Đâu chị? Cấp điện đâu chị? Đâu, cột đâu? Cột điện đâu? Từ ngoài chứ. Ngoài đâu? Ngoài đây đúng không chị? Anh em chiến binh Isato thì đang đo đạc khảo sát hiện lại hiện trạng của công trình. Ở đây là khu vực hiện trạng giáp, đây là giáp luôn cái nhà cấp 4 đây chị nhỉ. Là hết đất kia, hết cái hàng rào kia đấy đúng không? Đấy thì chị có một cái trại chăn nuôi gà ở đây, rất là nhiều gà. Đấy, gà đẻ hay là gà thịt đấy chị? Gà này là gà giống gì ạ? Đấy, chị vẫn giữ lại cái hiện trạng của cái khu chăn nuôi đấy và đập bỏ toàn bộ cái khu vực nhà cấp 4 ở đây đi. Chúng ta sẽ tiến hành xây mới. Cấp nước thì ở chỗ nào nhỉ? Nhưng mà mình lấy nước máy à hay là nước máy là cổng ngoài này vào gì? Rồi. Cái vị trí mà bể phốt thì cái hố ga ấy, ở đằng sau nhà thì chúng tôi chắc cũng sẽ dự kiến là xây ở đấy rồi. Nhưng mà chắc không tận dụng được nhỉ? Xây mới. Từ cái chỗ đất này đến hết cái đất của mình là khoảng bao nhiêu mét chị nhớ? 800 mét vuông toàn bộ. Ok. Vậy. Ok. Như vậy là các bạn đã vừa tham quan qua cái quy trình khảo sát của công ty chúng tôi. Nếu các bạn mà có nhu cầu tư vấn thiết kế hoặc cần chúng tôi khảo sát chi tiết để lên phương án thiết kế cho các bạn, liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ tiếp theo.